Alex Hormozi cho người sự kiện gần đây nhất launching cái sản phẩm mới, một cái cuốn sách có tên là 100 triệu lead thì đã phá vỡ kỷ lục của Shopify. What are the things that can go wrong right now? Really, the only thing that can go wrong is what we can't control. Trong khoảng tầm một tiếng lên public cái store, địa chỉ store của ông ý bán cái cuốn sách 100 triệu lead à, thì ông ấy thu về được đâu ra 100.000 đơn, và mỗi một đơn thì cái giá trị trung bình, mình nhầm sơ sơ ở đây, thì nó rơi lấy tầm 50 đô thôi, thì tức là trong tầm một tiếng ông ấy public cái link thì ông ấy thu về được đâu tầm 5 triệu đô, thì đã phá vỡ kỷ lục thế giới của Shopify. Vậy thì trong cái video này thì mình cũng phân tích một vài cái case, một vài cái chiến lược mà ông ấy đã áp dụng để có được cái kết quả cũng như là cái doanh số cao lên như vậy. Được chưa? Và nó sẽ giúp ích cho anh em e-com chúng ta rất là nhiều trong những cái chiến dịch chúng ta, hay trong những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ bán sắp tới. Cái yếu tố đầu tiên nó đến từ cái số lượt người follower trên những cái nền tảng xã hội của Alex Hormozi. Alex Hormozi thì là một doanh nhân và có một cái lượng follow rất là lớn trên tất cả các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook hay là TikTok. Đúng không? Trên mỗi một cái nền tảng này thì ông ấy đều có đâu đó hàng triệu follower. Thì đây cũng là một cái chìa khóa rất là lớn, cũng là một cái lượng fan rất là lớn để có thể là sẵn sàng mua những cái sản phẩm tiếp theo của ông ý. Thì đây là cái cuốn sách số 2 mà ông ý đã xuất bản, cái cuốn sách đầu tiên có tên là 100 triệu offer, cũng là một quyển sách rất là hay. Thì đây là cuốn sách số 2, thì ông ý đã có một lượng fan sẵn là đã gọi là rất là háo hức để mua cái sản phẩm tiếp theo rồi. Và đương nhiên để có được lượng fan, lượng follow rất là lớn trên nền tảng mạng xã hội như vậy thì ông ấy đã mất rất nhiều công sức cũng như là mất vài năm để có thể build được lên cái số lượt người follow trên tất cả những nền tảng mạng xã hội. Cho nên là cái yếu tố rất quan trọng trong thời điểm bây giờ để chúng ta thể làm kinh doanh cũng như bán được nhiều hàng là chúng ta cần có một lượng fan, một cái lượng follower rất là lớn, thì điều đó sẽ khiến cho cái việc kinh doanh đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và yếu tố số 2, nếu như chúng ta chỉ có một lượng fan thôi thì điều đó chưa đủ để chúng ta có thể bùng nổ được doanh số. Chúng ta cần phải high up cái event đó lên. Alex Hormozi đã tận dụng rất là tốt những nền tảng mạng xã hội để high cái event launching cái sản phẩm này. Tức là trước đó khoảng tầm 2 cho đến 3 tháng là ông nghĩ ngày nào ông cũng ra những video, ông ngày nào ông lên những content, ông viết những bài viết để đăng lên những nền tảng mạng xã hội của mình, là để nhắc nhở rằng lượng fan ông ý là đến đúng ngày thì tôi sẽ ra mắt cuốn sách đó và mọi người cần phải tham gia cái buổi đó để có thể là mua được sách. Được chưa? Tức là ông ấy liên tục nhắc nhở cũng như là nhấn mạnh cũng như là chia sẻ những cái thông tin để khiến người ta cảm thấy háo hức cũng như là để người ta cảm thấy là mong muốn được tham gia cái event đó của ông ý. Được chưa? Cũng giống như là iPhone 15 đang ra mắt, đúng không? Thì người ta cảm thấy rất là háo hức được gọi là mua những cái sản phẩm mới của Apple. Đấy, thì Alex Hormozi cũng làm điều tương tự như vậy, liên tục ra những video, ra những cái bài viết để nhắc nhở fan cũng như là mọi người, để khiến cho mọi người cảm thấy hào hứng và muốn được tham gia cái buổi đấy. Và kết quả là trong cái buổi livestream đó thì có hơn 500.000 người cùng xem buổi livestream đó. Tức là mọi người hình dung là một như kiểu một cái sân vận động rất là lớn, và Alex Hormozi đứng ở giữa cái sân vận động đó và cầm cái cuốn sách này livestream. Và chỉ trong một tiếng thôi đã có hơn 100.000 đơn hàng được đặt rồi. Và yếu tố số 3 đó là cái sản phẩm trước đó của ông ý đã có được tiếng vang lớn và đã có những feedback rất là tốt. Cuốn sách đầu tiên, đầu tay của ông ý xuất bản đó là cuốn sách 100 triệu offer, thì là một cuốn sách bestseller trên Amazon. Mọi người thì search ra trên Amazon thì nó là một bestseller trong rất nhiều tháng. Tức là trong cuốn sách đó thì mọi người rất là thích, nó chia sẻ rất là nhiều điều hay và mọi người rất là thích, và nó có cực kỳ nhiều những review rất là tốt rồi. Thì đó là một cái điểm cộng rất lớn, bởi vì là nếu như một cuốn sách hay thì người ta sẽ luôn muốn được đọc thêm những cuốn sách khác từ tác giả, đúng không ạ? Cho nên là nếu chúng ta có những cuốn, những cái sản phẩm trước đã bán rất là tốt cũng như có những cái kết quả kinh doanh rất là tốt rồi, thì cái sản phẩm tiếp theo mọi người sẽ rất là háo hức và mọi người sẽ rất là chờ đợi. Và yếu tố số 4 để launching một cái event thành công là phải có một cái offer tốt. Chưa? Nếu như chúng ta không có một offer tốt, chúng ta có một cái đám đông rất là đông người nhưng mà họ cảm thấy là không hợp lý, không gọi là
hợp với túi tiền của họ thì đương nhiên là họ không không bỏ tiền ra mua. Và mọi người hình dung là cái cuốn sách của Alex Mosey thì bán với giá rất là đắt. Một cuốn sách này thì có giá là 29,99 đô, và ba cuốn sách thì có giá là 89,97 đô, thì được tặng thêm cái mũ nữa, đúng không ạ? Thì tức là một cuốn sách 30 đô, tức là một cái giá cực kỳ đắt. Nhưng tuy nhiên thì tại vì sao cái số lượt người mua lại cực kỳ cao, được chưa? Thì cái lý do đó là bởi vì cái giá trị mà mọi người nhận được thì không chỉ là một cái cuốn sách này, mà Alex Hormozy đã tạo ra một cái offer cực kỳ tốt để người ta rất khó để từ chối. Nghĩa là khi mà người ta mua một cái cuốn sách này thì ngoài việc nhận được cái cuốn sách bìa cứng này ra, người ta sẽ nhận được cả một cái chuỗi training vô cùng giá trị. Ông ấy chia sẻ rất là nhiều thứ, từ việc làm branding, làm content, xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, thu hút những cái lượt follower, làm sao build được những kênh YouTube, TikTok nó nhiều lượt like rồi, và cách chạy quảng cáo như thế nào, rồi là cách để làm sao nhiều người quảng cáo cái sự kiện cũng như quảng cáo sản phẩm của mình, hộ mình đến với những người khác để thu hút được mình nhiều người theo dõi hơn. Total value 1276. This is all the stuff you're gonna get. Không chỉ là bỏ tiền ra mua một cuốn sách, mà người ta bỏ 30 đô ra, người ta thu về được cả một cái chuỗi khóa học cực kỳ là giá trị mà Adobe đã record lại. Cho nên là cái giá trị mà người ta bỏ ra nó cực kỳ nhỏ, người ta khiến cảm giác là cái giá số tiền người ta bỏ ra là cực kỳ nhỏ so với cái giá trị mà thu về được. Cho nên là cả một đám đông hơn 500.000 người cùng theo dõi cái livestream của Admoji thì đều đổ xô vào mua, và có những cái lúc mà cái website đấy nó bị lag, nó bị giật, thậm chí là không thể truy cập vào được, chỉ vì số lượng người đăng ký quá là đông. Cái yếu tố cuối cùng để Alex Mosey có thể có một cái sự kiện thành công đó là ông ấy không chạy quảng cáo, mà ông ấy dùng kênh affiliate để đẩy mạnh truyền thông cho cái sự kiện này. Đấy, thì nhiều người chúng ta làm e-commerce, chúng ta đang bỏ quên cái kênh marketing, đó là affiliate, tức là mình sẽ để người khác quảng cáo cái sản phẩm của mình thay cho mình, đúng không ạ? Bình thường chúng ta có thể là chạy quảng cáo, chúng ta có thể là làm marketing kết hợp người đó kia để có thể là quảng cáo cho sự kiện này, thì chúng ta chỉ có một mình chúng ta làm thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta tận dụng cái kênh affiliate thì chúng ta sẽ có hàng nghìn người có thể quảng cáo cái sản phẩm này thay cho mình, đúng không? Thì đương nhiên cả nghìn người đấy, cái hiệu suất nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với chỉ một mình, đúng không ạ? Thì hiện tại thì bất cứ một cái Shopify nào đều có thể là launching cũng như là mở cái tính năng là affiliate. Chúng ta chỉ cần tải một cái app affiliate thôi thì rất là nhiều người họ có thể là quảng cáo cái sản phẩm này thay cho mình, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ việc là làm sao support những người affiliate đấy để làm sao họ có nhiều những cái hình ảnh, nhiều cái nội dung để họ quảng cáo cho mình mà thôi. Và Alex Hormozy đã tận dụng rất là tốt cái kênh affiliate này. Ông ấy đã có hàng chục nghìn, hàng vạn người quảng cáo cái sự kiện này cho ông ấy. Tức là mỗi một người, cho hình dung là chỉ cần mỗi một người thôi, họ kiếm được tầm 10 người follow cái event này thôi, là ông ấy đã có hàng trăm nghìn những người khán giả, những người follower mới rồi, đúng không ạ? Thì đó là một sức mạnh rất là kinh khủng của digital marketing, đúng không ạ? Thay vì là chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ tìm kiếm những người để affiliate cái event này của mình. Đó. Thì hiện tại thì những cuốn sách này vẫn đang được bán ở trên Shopify, cái cửa hàng Shopify của Alex Mosey. Đấy, thì đây là một cửa hàng Shopify mà Alex Mosey đã tạo ra. Đây là một trong những cái cửa hàng đơn giản nhất mà có thể tạo, đúng không ạ? Trang chủ đây chỉ có đúng 3 cuốn sách, đúng không ạ? Và chúng ta bấm vào đây, bấm vào từng cái sản phẩm thì cũng rất là đơn giản, chỉ có đúng một cái hình ảnh và nhiều những cái mô tả sản phẩm ở bên dưới, đúng không ạ? Không hề một chút cầu kỳ đâu cả, bởi vì là tất cả những ai mà đã follow cái event này thì hầu như đều đã biết qua Alex Mosey rồi, nên ông ấy không cần phải làm những website trông rất là đẹp, trông rất là hoành tráng, trông lung linh làm gì cả, đúng không ạ? Đấy, ông ấy đã có những cái offer, đã có những event, những cái rất là tốt rồi. Cho nên là chỉ cần public cái địa chỉ store thôi thì hàng vạn người đã vào mua cái cuốn sách này, và trong đó có cả mình. Mình đã mua cái cuốn sách này thông qua những dịch vụ ở bên Mỹ, nhờ kho bên Mỹ mua về cho, và cũng mất khá lâu thì mình ship được về Việt Nam. Thì hiện tại thì những ai muốn mua cuốn sách này thì chưa thể mua được trực tiếp về Việt Nam, bởi vì là chưa
có cái dịch vụ ship Việt Nam trực tiếp đó. Nên như bạn nào mà mong muốn mua những cái mua cuốn sách này thì nếu như cần thì các bạn thể inbox trực tiếp cho mình thì mình sẽ có thể tư vấn cũng như hỗ trợ chúng ta thể mua về. Nói chung là giá với cuốn sách này thì rất là cao, $30 tức là 600-700 nghìn một cuốn sách. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận được thêm những chương trình training miễn phí của Alex Hoji, thì chúng ta sẽ được mở mang thêm kiến thức rất là nhiều và chúng ta có thể áp dụng được, vận dụng những điều đó để phát triển cho cái công việc làm business của mình. Dạ đấy, thì ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình cũng như là cái cảm nhận của mình, cũng như là một người mình cũng follow rất là lâu, đó là Alex Hoji. Thì nói chung là hai cuốn sách mình đều cảm thấy rất là hay cũng như rất là thấy tâm đắc, để mình có làm một cái video để chia sẻ những cái case mà ông ấy đã áp dụng. Được chưa? Nói chung là rất là hay và rất là đáng để chúng ta học hỏi. Được chưa? Nếu như anh em thấy điều gì hay, nhưng cảm thấy mong muốn biết thêm được điều gì thì chúng ta hãy comment xuống phía dưới nhé. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem hết video và hẹn gặp lại anh em ở trong video tiếp theo.